Ok bạn ơi, đây là những hình ảnh được quay từ máy mới nha các bạn. Đó, xoay vòng luôn cho bạn xem. Trời ơi, bây giờ có máy mới phải làm gì đây mấy đứa? Ăn mừng. Ăn mừng à? Vâng. Rồi, mấy đứa thích thì ok, trước khi ăn mừng thì mình review cái máy mới đã các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm một cái cuộc phỏng vấn cho nhỏ đi. Các em hãy giới thiệu về bản thân mình nha, cả sở thích đấy nha. Rồi đầu tiên, Thùy đi chứ hả? Em giới thiệu về bản thân em đi. Em tên Thùy. Em tên Thùy á. Thùy. Đồng Hà Quảng Ninh. Rất ngắn gọn và xúc tít. Thương đi chứ hả? Dạ. Em giới thiệu bản thân mình cho các bạn biết thế nào. Các bạn biết rồi. Các bạn biết rồi à? Có nhưng mà cái hình ảnh này các bạn chưa biết. Hình ảnh này các bạn chưa biết. Cái hình ảnh anh đầu TikTok ok. Thằng Long đi chứ hả? Sợ anh. Thảo đi em giới thiệu bản thân mình cho các bạn biết đi chứ hả? Thảo. Em là Vũ Văn Thảo. Vũ Văn Thảo. Rồi cả họ tên rất đầy đủ luôn. Ôi đến thắng, em. Rồi thắng. Tên họ được mà mệnh danh là hot boy mới của chỗ mình này. Đâu đâu. Đây các bạn. Cái này đã đủ hot boy cho các bạn. Tên anh đừng có nhìn anh con này mày có nhìn thấy đâu đây này. Đấy, đẹp trai chưa? Đẹp trai thấy bà cố luôn. Vậy à? Không dí vào nó mà. Đấy, đẹp trai dữ chưa? Dữ rồi, dữ lắm rồi em biết rồi. Rồi, tới công chuyện đấy các bạn nữ. Review. Đấy, quả review của anh Cải. Linh, đến đây. Đây, đấy, review đến từng cái lỗ chân lông như các bạn biết. Em mình nha. Ai xạo wow. Quái chà. Seiko, Seiko, Seiko. Seiko nói vài câu về tiếng Nhật Bản đi chưa? là chê. Nói gì nhỉ? Thôi được rồi. Bye bye các bạn. Thế thôi không ăn mừng này rồi kết thúc video nha. Ôi ăn mừng mày này. Ok. Không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ đi ăn mừng luôn nha các bạn. Muốn ăn mừng ở đây hay đi ăn mừng? Đi ăn mừng. Ok, đi ăn mừng các bạn ơi. Hôm nay chúng ta đi ăn mừng khoai lang nha các bạn. Thầy Hoàng Kim đi ăn buffet đâu anh Thái? Rồi, rồi, rồi. Thì tiền mua máy quay hết đâu nữa. Rồi được rồi, hôm nay cơ bản là mình chưa có tìm được đồ ở xung quanh đây để ăn mừng. Bây giờ gần tối rồi. Thì hôm nào anh sẽ dẫn mấy đứa đi ăn buffet buổi được chưa? Mày yeah. Thôi mày cũng phải thông cảm anh Thái. Anh Thái mà còn rách ngươi à. Đúng rồi, đây này các bạn. Tiền đâu mà ăn mừng. Đấy. Ăn bọn mình ăn mừng ở trong nhà thôi, có cái gì ăn mừng nên là mình đã tìm được rất là nhiều khoai lang rất là khổng lồ luôn các bạn ơi. Thế bây giờ ăn mừng cái gì với củ khoai này? Chắc là mang cái đi nướng ăn như cái gì anh nói? Rút tê, ngoài để cách chế biến, nấu ăn lấu ăn ngon. Còn cách nào nữa? Ăn sống. Khoai đi làm bánh khoai. Đúng rồi, hợp lý. Hôm nay chúng mình sẽ làm một cái bánh khoai khổng lồ để ăn mừng nha các bạn. Đấy, đi thôi, cầm khoai đi mày đứa ơi, lấy khoai đi. Thôi rồi em quạt khoai nhanh Thái. Bây giờ là quạt đi xong rồi mang đi rửa. Rửa cứ đi ngô chỗ mà tuyệt vời anh Thái ạ. Ý kiến này hay, để tao đi lấy ngô cho à. Thôi mày kìa, mày ngồi yên đây tao lấy không. Khoai này ở chỗ mình nó hồng hồng này ăn rất là ngon nha các bạn. Bánh khoai này phải có bột mì nha các bạn này. Thứ hai là bột năng khiếu. Phải có này nó mới lở ra đi. Rồi, bánh khoai đi rửa chúng mày ơi. Ồ, nó nóng đi. Đây là để vào đây cho nó chín khoai luôn nha. Đây ngon rồi, đây ngon cho cả vào bánh khoai luôn. Ơ Vinh, có một quả nhà đi. Đây nào, con hai quả nhà đi. Ô, mày nhà đi. Mình sẽ tách ngô ra để làm món bánh ngô nữa nha các bạn. Mày quá đó. Có nhanh ấy từng hạt thì bao giờ mới xong. Ui, ngọt lắm anh Thái ạ. Yêu ơi kinh nha. Quán này có làm được không? Làm cái gì vãi ra kia à? Tiếng đấy chửi chua. Mỗi cái việc lão khoai cũng không làm được.
mấy đứa đã nạo xong khoai và ngô rồi, bây giờ mình sẽ mang ra ngoài này để chấm nhầm để rán nha. Nhiều không? Nhiều đi anh ạ. À. Nhiều ạ. Đường nhá. Rồi cho đường đi mấy đứa. Đấy. Nước vừa đủ nha. Bao nhiêu là đủ nhỉ? Nước này vừa em giấm chân đầu thôi. Hả? Cái này có chết được người không anh Thái? Ui đi lên nhiều khoai quá anh ơi. Ôi ôi, sao không thấy bột đâu nữa giờ trời. Cho thêm bột nha mấy đứa. Cho hết rồi nha. Nên tí còn bánh khoai nhé. Đúng rồi, tí còn bánh ngô. Này, ok, trộn lên. Ngô ăn nhiều ngô. Tiếp. Hết. Cho hết sấy vào. Vinh, bây giờ anh giao cho mày cái nhiệm vụ múc nước, mày có múc được không? Em nhắm mắt em cũng đổi được. Anh nhìn đi này. Ờ. Ôi giời, tao ngồi gì đây? Làm gì mà cầu kỳ gớm này. Có cái quái xà cân thì nó không cho vào, tí nữa sao nở ra được. Chứ cái mồm bọn này nó phải ăn mấy cái chậu này, phải cho nở ra. Nước đi anh ơi. Tí nó sẽ phồng lên nha các bạn. Nó có phồng được anh Tài? Có chứ, bình thường nó sẽ phồng, nó sẽ như thế này đúng không? Đây, nó sẽ sau khoảng 30 phút nó sẽ phồng như thế này này. Ôi. Quá đẳng cấp các bạn ạ. Mình không thể tưởng tượng ra. Nhiều nữa đi. Nhiều nữa đi, nhiều nữa đi. Rồi, trông nó không hết, trông Vinh uống em ạ. Nó cứ nhiều nữa đi đấy. Ôi dồi ôi. Cái này thành cái ngô gì đây không mày? Ngô chiên lô. Bánh gì nè, tí nó chín thì nó sẽ cứng lại. À, em bắt gặp anh Thái ăn vụng trong giờ làm nhá. Anh đang lật khoai, tránh nha, lật khoai nào. Lật. Ôi dồi ôi. Ui, đen xì rồi. Đen đâu, nó còn chưa chín này. Cái này ít bột quá nha các bạn. Bọn này nó tham, nó cho nhiều ngô ấy. Bây giờ là thành cái gì đây? Đây là cái gì à? Ngô chiên. Ngô chiên. Rồi, bây giờ cho bánh vào rán nha các bạn. Lần này rút kinh nghiệm lần trước là không cho hết mà cho ít một thôi các bạn ơi. Hơi nửa hơi to Thắng ạ. Thắng rút bớt nửa ra em ạ. Cái này sắp chín rồi các bạn ơi. Ui dồi, bây giờ phải chén cái đựng mấy đứa ơi. Mấy đứa ơi, cần chuẩn bị nhìn này, hấp dẫn như này. Ui, đen xì bóng đêm các bạn ơi. Bên này cũng lần được anh này. Wow, là ma te hả? Cái bọn này sao để đánh ở ngay chỗ này, cái này chưa làm xong mà. Này ông ơi, ông ơi hứng này, hứng này. Người thì làm người cho cái món mà không. Cháy cháy tí nhưng cũng ngon phết anh hả. Một miếng. Bánh lầu thi à. Mẹ bánh lầu thi. Bánh kia rồi em ơi, mày dên ít tôi ở đâu. Ê à, trông như c*** đi em. Trông cũng khét phết đấy. Khét lẹt đi em ạ. Mình ngửi mùi khét luôn này. Rồi. Cháy luôn. Nhưng mà thiếu từng ớt rồi. Từng ớt đâu rồi. Thằng Thắng đang đi mua ở đây rồi. Ai dài được đấy. Công nhận Thắng này nó biết suy nghĩ cho anh em các bạn ạ. Nó biết lấy tiền để đi mua từng ớt để cho anh ăn. Tiền anh ấy. Nào đâu. Ăn giải giải này ăn nhá. Ôi xịt bốn góc đi nhảy rồi. Sau xịt trước Thắng chấm nha. Đây, để mình cho nào xem cái miếng này như thế nào nha các bạn. Rồi nhìn hấp dẫn phết đó chứ hả. Ron rốt. Ủa dạng ơi. Bên đây trắng hơn. Bên nào trắng hơn nha. Bên đây nhìn trắng hoa. Trắng hoa. Cái cao này nhìn nó đen. Không phải đen đâu. Thôi ăn đi mấy đứa, ăn đi đến tối rồi. Đây, chấm tương ớt này mấy các bạn, chấm lên tương ớt đi mấy đứa ơi. Đây. Ôi. Không bỏ công phụ bếp đúng không Thùy? Ừ. Không bỏ công ngồi hóng đúng không Bình? Ôi dồi ôi. Ui dồi mà nè. Không bỏ câu cho ăn. Ngon. Ngon hơn. Ơ nhưng mà anh Thái ơi, thế còn em còn thấy chưa thiếu cái gì ấy. Thiếu gì? Vừa em còn thấy hình như có cả ngô cái gì ấy mà. Ngô anh đổ chó à? Ngô ít bột đó các bạn ạ. Nên bọn mình nấu nó không thành được. Hôm nay anh ăn mừng mà mình cảm thấy nó nghèo đi các bạn. Thế à?
ăn. Bánh chả ngon gì anh hả? Anh chả ra cái gì? Mai tối anh dẫn mấy đứa đi ăn buffet. Ngon ăn hết đi anh em ơi. Ảo thật đấy. Trang video ăn mừng phiên bản Ngô 11. Ăn mừng phong cách nhà nghèo đây kết thúc nha các bạn. Cái món bánh đường phố này bọn mình thèm quá nên là mai bọn mình làm món này ăn thử thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ like, chia sẻ video cho mình nhé. Bye bye các bạn. Bye bye.